Trong danh sách các nghi phạm hàng đầu bị truy nã do Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI công bố vào ngày 30 tháng 6, Ruja Ignatova, kẻ có biệt danh là Missing Crypto Queen, nếu hoàng tiền mã hóa mất tích, đã lừa kiếm được hơn 4 tỷ đô la Mỹ thông qua các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Theo BBC, Ruja Ignatova, Người sinh ra ở Bulgaria, được cho là ở độ tuổi 40, bị nghi ngờ tham gia vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa có tên là OneCoin, đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 4 tỷ đô la Mỹ, đã mất tích hơn 4 năm kể từ khi các quan chức Mỹ ký lệnh bắt giữ và bắt đầu điều tra vào năm 2017. Trong cơn sốt tiền mã hóa toàn cầu các năm 2014-2015, đồng OneCoin của Ignatova đã cung cấp cho người mua một khoản hoa hồng khá cao để khuyến khích họ bán OneCoin cho nhiều người hơn. FBI và các công tố viên của liên bang Mỹ nói rằng OneCoin vô giá trị, chưa bao giờ được bảo vệ bởi công nghệ blockchain và chỉ thực chất thì chỉ là một kế hoạch lừa đảo được ngụy trang dưới dạng tiền mã hóa. Công nghệ blockchain là một trong những trụ cột kỹ thuật của tiền kỹ thuật số được mã hóa các công tố viên hàng đầu của Viện Công tố Liên bang Manhattan cho biết, kế hoạch của Ignatova đã lợi dụng hoàn hảo cơn sốt đầu cơ trong thời kỳ đầu của thị trường tiền ảo. FBI đã xếp Ignatova vào danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất với phần thưởng lên tới 100.000 đô la Mỹ, với hy vọng được cung cấp thông tin từ công chúng để giúp truy lùng nữ hoàng tiền mã hóa mất tích. Cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất nằm trong danh sách top 10 người tội phạm bị truy nã gắt gao nhất này. Ignatova năm 2019 đã bị cáo buộc 8 tội gian lận chuyển tiền và gian lận chứng khoán. Người ta cho rằng cô ta được nhìn thấy lần cuối trên chuyến bay từ Bulgaria đến Hy Lạp vào năm 2017, sau đó đã biến mất và không để lại dấu vết. Jamie Ballet, người theo dõi vụ án trong nhiều năm, đã thu hút sự chú ý của thế giới đến Ruja Ignatova bằng cách tiết lộ vụ lừa đảo tiền mã hóa trên chương trình điều tra của BBC Jamie Ballet nói, đây có lẽ là bước tiến lớn nhất của vụ án kể từ khi Ignatova biến mất vào tháng 10 năm 2017. Một nguyên nhân khiến việc truy bắt Ignatova khó khăn như thế là bởi khi bỏ trốn, cô ta đã mang theo 500 triệu đô la Mỹ để giúp tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Chúng tôi cũng cho rằng cô ta đã có giấy tờ tùy thân giả chất lượng cao và đã thay đổi ngoại hình. Ông nói thêm, đồng thời cũng đưa ra khả năng Ignatova thậm chí có thể đã chết. Ruja Ignatova bị buộc tội vào năm 2019 với 8 tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, hai tuần sau hội nghị nhân viên bán hàng OneCoin ở Lisbon, Ignatova đã bay đến Athens, Hy Lạp và sau đó cô ta đã hoàn toàn biến mất. Giới điều tra tin rằng có khả năng trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10, Ignatova đã được báo tin rằng cô ta có thể bị chính quyền Mỹ và Đức bắt giữ. BBC phát hiện ra rằng Ignatova đã hẹn gặp đại diện công ty gia đình bên London và Sofia vào ngày 21 tháng 10, nhưng đột ngột thay đổi kế hoạch đến Nga. Theo những gì được biết thì Ignatova sở hữu một căn hộ áp mái ở Kensington và chuẩn bị định cư ở London. Khi đó cô ta đang mang thai. Sau đó đứa trẻ được sinh ra ở Đức và Ignatova cũng đăng ảnh con lên mạng. Cô ta cũng bị buộc tội gian lận chuyển tiền ở Đức trước khi biến mất khỏi tầm mắt của cả thế giới, Ignatova đã rất phong độ và hào hoa. Cô ta buôn ba khắp thế giới từ Macau, Hồng Kông đến Dubai và Châu Phi, lần lượt diễn thuyết hết vòng này đến vòng khác để kiếm tiền và không bỏ lỡ việc tận hưởng sự giàu có. Cô ta mua các biệt thự ở thủ đô của Bulgaria và các khu nghỉ dưỡng ở Biển Đen. Khi rảnh rỗi, cô thường tiếp một số nhân vật nổi tiếng thế giới và lái du thuyền sang trọng ra biển để vui chơi. Vào tháng 10 năm 2017, các nhân viên bán hàng của OneCoin đã tụ tập tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, tham dự một cuộc họp. Một trong những chủ đề chính là thực hiện đúng cam kết và không được chậm trễ nữa. Một đại biểu có mặt tại thời điểm đó nhớ lại rằng mọi người được thông báo rằng Ignatova đang gấp rút đến địa điểm, nhưng cô ta đã không xuất hiện. Trụ sở công ty ở Sofia cũng không biết cô ta đi đâu, có đủ loại suy đoán. Ignatova bị bắt cóc, bị ám sát nhưng đến giờ phút này thì tất cả vẫn chỉ là tin đồn.